Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, bạn có tin vận mệnh là do mình quyết định không? Dẫu rằng chúng ta không thể chọn nơi sinh ra, giàu sang sung sướng ban đầu là do số. Nhưng về già như thế nào là do chúng ta quyết định. Bởi vì chúng ta có khả năng chuyển hóa số phận của mình bằng nhiều cách nếu biết sớm vận mệnh của mình như thế nào. Vậy làm sao để biết vận mệnh ấy? Tạo hóa rất kỳ diệu, khi sinh ra đã báo hiệu cho chúng ta bằng nhiều cách, trong đó là vị trí của những nốt ruồi. Dựa vào đây, bạn sẽ biết ít nhiều tương lai của mình. Nếu tốt thì cố gắng gìn giữ, nếu xấu thì phải tìm cách khắc phục. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ bàn về những người có nốt ruồi ở bàn tay. Vị trí này thường ít người có, nhưng theo nhân tướng học, nốt ruồi trong lòng bàn tay hầu hết đều thể hiện cho sự tốt lành. Những ai sở hữu nét tướng này đều thông minh, giàu có và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Bởi thế nên có câu, nốt ruồi ở tay, ăn vay cả đời. Nếu bạn hay người thân đang sở hữu nốt ruồi ở bàn tay, thì nghe hết video này để biết những vị trí nốt ruồi may mắn nhé. Những nốt ruồi trên bàn tay báo hiệu tài lộc, cuộc đời giàu sang phú quý, không ai sánh bằng. 1. Nốt ruồi ở lòng bàn tay. Nốt ruồi ở lòng bàn tay có ý nghĩa đặc biệt vì phản ánh tài vận của một con người. Người sở hữu nốt ruồi ở lòng bàn tay thường là người thông minh, giỏi giang, biết tính toán, biết cách quản lý tài chính. Trong công việc, họ nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cơ, khôn ngoan, nhạy bén trước thời cuộc. Đặc biệt, không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội hái ra lộc. Nốt ruồi ở chính giữa bàn tay còn được cho là nốt ruồi tụ tài. Những người có nốt ruồi này sở hữu khả năng quản lý tài chính cực tốt. Họ không những giỏi kiếm tiền mà còn biết cách đầu tư. Ngoài ra, các nguồn thu từ nghề tay trái cũng khá dư giả. Về già, những người này không lo thiếu ăn thiếu mặc, mà còn dư giả để cho con cháu và làm việc phước thiện. Nốt ruồi ở lòng bàn tay trái của nữ thể hiện họ là một người có tính cẩn thận, khiêm tốn và rất coi trọng chuyện tình nghĩa. Trong công việc, họ là một người có tinh thần trách nhiệm cao, chu đáo, nên con đường sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi. Đối với những người phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở lòng bàn tay phải, thường là những người sống nội tâm, khép kín, ít giao tiếp với những người xung quanh. Mặc dù vậy, họ vẫn có được một cuộc sống hạnh phúc, con đường công danh sự nghiệp phát triển không ngừng. 2. Nốt ruồi trên ngón tay. Mỗi vị trí nốt ruồi trên từng ngón tay đều mang một ý nghĩa khác nhau, cụ thể như ngón tay cái. Nốt ruồi ở ngón tay cái được xem là mang lại nhiều điều may mắn trong cuộc sống cho bạn. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm thì bạn lại gặp phải những chuyện không vui. Mặc dù gặp được người yêu thương, nhưng lại không thể bên nhau trọn đời. Câu chuyện tình yêu thường bị đứt gánh giữa đường. Ngón tay trỏ. Ngược lại với nốt ruồi ở tay cái, nốt ruồi ở ngón trỏ mang nhiều ý nghĩa may mắn cả trong tình cảm lẫn cuộc sống. Bạn sẽ là một người có câu chuyện tình yêu đẹp và kết thúc viên mãn. Ngoài ra, trong cuộc sống,
bạn còn gặp được nhiều điều may mắn, được quý nhân phù trợ, nên con đường công danh sự nghiệp phát triển thuận lợi. Từ tuổi trung niên đến về già, bạn sẽ có nhiều nguồn tài lộc tìm đến, tiêu xài không hết. Ngón tay giữa. Nốt ruồi ở ngón giữa mang đến ý nghĩa may mắn cho bạn. Người sở hữu nốt ruồi tại ngón tay giữa sẽ cưới được người giàu sang, phú quý. Không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền và có cuộc sống viên mãn về già. Ngón áp út. Người sở hữu nốt ruồi tại ngón áp út thường là những người có tính cách bay bổng, yêu đời, là người thiên về trường phái nghệ thuật và có số rất đào hoa. Họ cũng là những người dễ bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không mong cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong muốn có một cuộc sống bình dị, đủ ăn, đủ mặc. Do đó, lúc về già, họ cũng có cuộc sống như thế, không giàu sang hơn người, nhưng cũng không vì tiền bạc mà bận tâm, luôn được chồng con chăm sóc, cung phụng. Ngón tay út. Nốt ruồi trên ngón tay út mang lại hai ý nghĩa trái ngược nhau. Nếu như trong cuộc sống, bạn là một người thành đạt, có công danh sự nghiệp vẻ vang, cuộc sống giàu sang phú quý, thì trong tình yêu, bạn lại là người thất bại. Ngược lại, nếu bạn có cuộc sống gia đình yên ấm, hạnh phúc, thì đường tài lộc sẽ không quá may mắn, bởi bạn là người có tính hy sinh, hết lòng vì gia đình, nên không màng đến sự nghiệp. Về già tuy không giàu, nhưng đủ ăn đủ sống, vui vẻ bên người chồng chung thủy và những đứa con ngoan của mình. 3. Nốt ruồi trên mu bàn tay. Nốt ruồi trên mu bàn tay nam và nữ đều có nhiều ý nghĩa khác nhau. Đa số phụ nữ sở hữu nốt ruồi bên mu bàn tay trái thì lại là một người tài giỏi, thông minh, có được công danh sự nghiệp từ rất sớm, cuộc sống giàu sang, sung túc. Ngoài ra, bạn còn là một người vui vẻ, phóng khoáng, lương thiện và rất hòa đồng, nên được mọi người yêu mến. Điều này đảm bảo về già, người này chỉ hưởng phước trọn vẹn giữa tài lộc lẫn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ có nốt ruồi bên mu bàn tay phải thì ngược lại, họ thường là những người có số khổ, cuộc sống lận đận nghèo khổ, làm lụng vất vả nhưng vẫn không đủ tiền trang trải cuộc sống. Nốt ruồi trên mu bàn tay nam cũng phản ánh tương lai về già không mấy suôn sẻ trong con đường công danh sự nghiệp lẫn gia đạo. Theo đó, những người sở hữu nốt ruồi ở tay phải được đánh giá là người không kiên định, không có lập trường rõ ràng trong công việc cũng như trong cuộc sống, nên con đường sự nghiệp gặp nhiều khó khăn và không thăng tiến được. Nếu nốt ruồi xuất hiện tại mu bàn tay trái thì bạn là một người không may mắn. Công việc thành công vang dội nhưng cũng mau chóng lụi tàn, cuộc đời gặp rất nhiều vận hạn. Chuyện tình yêu cũng không suôn sẻ, bị cho là người bạc tình bạc nghĩa. 4. Nốt ruồi son ở tay. Thông thường nốt ruồi sẽ có màu đen và mang lại nhiều ý nghĩa khác nhau. Thế nhưng, nếu như sở hữu được nốt ruồi có màu đỏ hay còn gọi là nốt ruồi son trên tay, thì bạn là một người may mắn. Đây được xem là nốt ruồi mang lại tiền tài, danh vọng cho người sở hữu.
Nếu có được nốt ruồi son, bạn sẽ có được một cuộc sống giàu sang, phú quý, con đường công danh sự nghiệp thăng tiến vượt bậc và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn về sau. 5. Nốt ruồi trên cánh tay nam và nữ. Nốt ruồi trên cánh tay nam giới. Đối với nam giới, những người sở hữu nốt ruồi bên cánh tay trái thường là những người thẳng thắn, cương trực, không biết xu nịnh, nên rất dễ làm mất lòng người khác. Tuy nhiên, khi tiếp xúc lâu thì họ lại được mọi người xung quanh yêu quý vì đức tính thật thà, thẳng thắn của mình. Trong công việc, họ là những người biết cố gắng, nỗ lực không ngừng, nên khi đến 40 tuổi, họ sẽ bắt đầu gặt hái được nhiều thành công và sự nghiệp phát triển không ngừng. Họ cũng là một người rất chung thủy, yêu thương gia đình, nên có được cuộc sống hôn nhân êm ấm. Đối với nam giới, sở hữu nốt ruồi trên cánh tay phải thường là những người không quá nổi bật trong công việc. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, họ lại là những người có số đào hoa, thích trêu ghẹo phụ nữ và ham tìm đến cái mới lạ, nên thường có cuộc sống cô độc về sau. Nốt ruồi trên cánh tay nữ giới. Chị em phụ nữ sở hữu nốt ruồi trên cánh tay thường là những người nhẹ nhàng, hiền lành, dịu dàng. Với bản tính lương thiện hay giúp đỡ người khác, nên họ rất được mọi người xung quanh yêu quý. Ngoài ra, họ còn luôn đặt gia đình lên hàng đầu, hết lòng yêu thương chồng con và biết vun vén, nên cuộc sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc viên mãn lúc về già. Chúng tôi vừa chia sẻ đến bạn ý nghĩa của những vị trí nốt ruồi trên tay. Đa số nốt ruồi nằm tại vị trí này cho thấy chủ nhân là người rất dễ làm nên sự nghiệp. Những người này thường có ý chí lớn và khả năng quyết đoán cao, nên về già cầm chắc số phận sung sướng. Nếu bạn không sở hữu những nốt ruồi mà chúng tôi vừa nêu trên, thì cũng có thể căn cứ vào 4 dấu hiệu này trong lòng bàn tay để có thể ăn mình, vì mình cũng nằm trong vận số may mắn lúc về già. 1. Lòng bàn tay đầy đặn và có tính đàn hồi. Những người có lòng bàn tay đầy đặn là người có cơ thể khỏe mạnh, dồi dào sức sống. Đây là điều kiện cơ bản để một người có đường tài vận hưng thịnh sau này. Dù trong công việc hay cuộc sống, thì họ vẫn luôn tràn trề nhiệt huyết, nỗ lực thăng tiến. Người này có trí tuệ linh hoạt và đầu óc thông minh. Họ có thể tự xoay chuyển mọi việc nhờ vào sự thông minh và sắc sảo của mình. Họ sẽ không ngừng làm việc và hiện thực ước mơ của mình. 2. Sắc khí lòng bàn tay hồng hào. Lòng bàn tay hồng hào là đặc trưng của những con người nghiêm túc, luôn làm việc hết mình, rất chăm chỉ và sống rất có trách nhiệm. Họ là người tràn đầy năng lượng, hoạt bát, ấm áp, dễ gần, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Do vậy, những người có lòng bàn tay hồng hào hay được lòng mọi người xung quanh. Hơn nữa, họ dễ thành công trong sự nghiệp nhờ sự kiên trì. Về già, họ có cuộc sống ung dung thoải mái, tiền bạc sung túc, không bao giờ thiếu thốn. Bên cạnh đó, theo quan điểm của y học, lòng bàn tay có màu sắc hồng hào là tín hiệu tốt đối với sức khỏe. Người có lòng bàn tay hồng hào thường có hệ tuần hoàn tốt, thể chất khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, luôn duy trì tinh thần tích cực. Ông bà ta ngày xưa quan niệm rằng
người nào có lòng bàn tay vừa hồng hào, vừa đầy đặn, đều là những người có nhiều vận khí tốt. 3. Đường tâm đạo trong lòng bàn tay dài. Nếu đường tâm đạo trong lòng bàn tay dài hướng lên và có hình dáng giống cái nĩa ở cuối, hãy cứ yên tâm tận hưởng một cuộc hôn nhân hạnh phúc và cuộc sống giàu sang phú quý. Nếu đường tâm đạo sâu, đậm, liền mạch, chứng tỏ bạn là người rất kiên trì, giàu ý chí và nghị lực. Mỗi người phụ nữ có lòng bàn tay như vậy sẽ là người có tư chất chứng chạc, chính trực và rất cẩn trọng. Bạn thân mến, theo quan sát, nốt ruồi hay đường chỉ tay sẽ thay đổi theo thời gian. Nhà Phật khẳng định tướng tùy tâm sinh và đức năng thắng số. Vậy nên, những ai có tướng tay này chưa chắc đã sung sướng cả đời. Cũng không đồng nghĩa với việc những ai không có tướng này thì không thể đổi đời giàu sang. Quan trọng nhất vẫn là ý chí mỗi người và cách sống của họ như thế nào. Đến đây thì thời lượng của triết lý nhân sinh cũng xin được tạm dừng. Hy vọng video này sẽ giúp bạn hiểu thêm về ý nghĩa của nốt ruồi trên tay của mình. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.